đưa bóng tay của đội bóng Philippines. Và một kick rất tốt. Và đó là thứ hai hoàn và hai điểm đầu tiên của trận đấu dành cho Philippines. Malaysia sử dụng phòng ngự zone defense sẽ gặp đôi chút bất ngờ ở thời điểm ban đầu dành cho Philippines. Điểm số tiếp theo 5-0. Một tình huống xuyên bóng ra rất tốt. Và ba điểm đầu tiên dành sắp đặt rất chỉnh chu. Một tình huống đánh rất dễ. Như chúng ta đều biết thì Campuchia đã nhập tịch rất nhiều cầu thủ ngoại binh. Sẽ có một tiềm năng rồi không? Đó là một tình huống không, vậy là vẫn là một tình huống hệ thống phòng ngự 11 của các cầu thủ Malaysia. Một tình huống side step rất tốt. Và đó là N1 dành cho Malaysia. Quá khó khăn khi mà cầu thủ mang áo số 5 bên phía Philippines đã phòng ngự rất tinh quái. Up and under và hai điểm tiếp theo. Một tình huống ném xa của cầu thủ áo số 5 và hai điểm tiếp theo. Một tình huống sơ bộ rất tốt và đường kích ra corner. Một bài đánh rất cơ bản và kinh điển cho bóng rổ và ba điểm tinh. Chuẩn bị đến nước bầu ao rồi, không có điểm và vẫn có một tình huống tiếp in bơ giờ Peter thành công của các cầu thủ Philippines. Rất chênh lệch, vâng, rất nhanh và cũng rất khỏe. Tình huống slam dunk đầu tiên của trận đấu này vàng từ Indonesia so với SEA Games 31 vừa qua. Và tình huống ném khó, fadeaway ném ngay. Lần này thì đã có 3 điểm cho lần họ cướp bóng ngay lập tức. Có tới 2-3 cầu thủ ở phía trên. Vẫn có một phạt. Một tình huống phòng ngự tốt của Malaysia. Tuy vậy là mục đích muốn đi bóng vào trong nhưng họ dường như không thể làm được điều đó. Lại là một tình huống 3 điểm thành công. Với rất nhiều áp lực họ cũng không thể đi bóng vào trong. Vâng, lên rổ đơn giản. Danh cả nhà thi đấu Techno có một chút giật mình khi đội ngũ cổ động viên của Malaysia kèn trống inh ỏi. Mà giờ đây thì họ đã ngồi. Mất bóng rồi, một tình huống chọc rất nhanh. Slam dunk cú đánh rổ thứ hai. Hiệp đấu thứ hai còn khoảng 30 giây. Shot clock còn 9 giây, lên rổ tay phải, hai điểm tiếp theo. Host Cambodia do not fully broadcast all the game in năm 5-on-5 competitions. That's why we, both of the teams, are trying our best to broadcast the game from the competition. Tính tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ ở việc phải đối diện với rất nhiều trung phong cao to khiến cho các cầu thủ Malaysia phải được lòng khá chậm chạp ở khu 3 giây. Không có lỗi nhưng đó là 10 và 63. Lại một tiếng tuột bóng của Philippines. Nhưng đó lại đường chuyền tốt. Nhưng đó lại là một tình huống block thực sự là lưu ngược. Tại bảng B thì ngoài Philippines, Malaysia ở bảng đấu của chúng ta, bảng đấu Việt Nam thì chúng ta nếu muốn đi tiếp phải bắt buộc thắng một trong hai trận trước Thái Lan và Indonesia. Hai điểm tiếp theo. Nhưng có server phải sở ném rổ và lại có điểm cho phía mạnh rồi. Phản công nhanh. Làm gì đây? Không có tiếng úp rổ. Sau một tiếng vắt nằm. Lại là một tình huống ném luôn. Không nói nhiều. Đó là đường chuyền. Và hai điểm tính dành cho vẫn không có điểm nhưng vẫn là các cầu thủ Philippines. Trong tình huống vừa rồi thì đã có một tình huống wide open rồi, ném rổ. Vẫn không có 3 điểm dành cho Malaysia nhưng vẫn là các cầu thủ áo đen. Philippines họ cũng không còn phòng ngự quá nhiệt nữa rồi bởi vì tỷ số bây giờ thì đã quá rõ ràng. Lần này thì đã không có pha block dành cho Michael và
Nolupas có 2 điểm dành cho này. Và điểm tiếp theo dành cho Osterwey, lần này thì đã thành công rồi. Cú rổ hơi chới vô thuận lợi cho con đường lấy lại ngôi vương của mình tại SEA Games.